cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong số này thì bị can Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, là cháu ruột của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Theo tài liệu điều tra, Trương Huệ Vân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn VTP. Ở vụ án này, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Vì là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, nên Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao cho hàng loạt công ty khác trong đế chế Vạn Thịnh Phát. Cụ thể như Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Công ty Cổ phần Lavifood, Công ty Cổ phần Tanifood, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại ngân hàng khác. Ngoài ra, Lan còn thống nhất chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty Cổ phần Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác của Lan và Vân. Khi điều hành Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty Cổ phần Eurasia Concept, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân, nhân viên kế toán của hai công ty, phối hợp với SCB, lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ, thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.